tôi Linh Trịnh và Thảo Ly cùng với ban tin tức của đài truyền hình ABC. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần bảo trợ thương mại vừa qua. Sau đây sẽ là phần 2 trong bản tin tổng hợp tối nay. Argentina thắng Colombia 1-0 trong trận chung kết Copa America bị trì hoãn. Đương kim vô địch Argentina đã giành chức vô địch Copa America lần thứ 16, kỷ lục khi đánh bại Colombia với tỷ số 1-0. Nhờ bàn thắng trong hiệp phụ của cầu thủ vào tay người Lautaro Martinez trên sân Hard Rock ở Florida vào hôm Chủ nhật. Trận đấu bị trì hoãn hơn 1 giờ sau khi hàng ngàn cổ động viên không có vé đã cố gắng vào sân vận động. Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn 90 phút nhưng đã mở ra trong hiệp phụ. Pha phối hợp giữa hai cầu thủ vào sân phút 97, Giovanni Lo Celso và Lautaro Martinez mang về cho Argentina bàn định đoạt trận đấu. Lautaro đã di chuyển khôn ngoan để thoát kèm trước khi dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ thành Camilo Vargas trong pha đối mặt. Danh hiệu mới nhất của Argentina đến sau chiến thắng của họ tại World Cup 2022 và Copa America 2021, đồng thời mang lại cho người từng 8 lần đoạt quả bóng vàng Lionel Messi một trận hoàn hảo trong giải đấu quốc tế cuối cùng của anh. Messi dường như bị đau mắt cá chân ở phút 36 sau một pha va chạm với Santiago Arias, và trong khi anh ấy đứng dậy sau khi được điều trị. Nhưng rõ ràng anh ấy đã bị cản trở trong thời gian còn lại của hiệp đấu. Colombia tiếp tục tấn công trong hiệp 2 khi Arias và Davinson Sanchez sút ghi bàn. Argentina chịu đựng tốt sức ép nhưng lại bị gián đòn ở phút 66 khi Messi tập tễnh rời sân vì chấn thương mắt cá. Bản tin tiếp theo cho hay Bitcoin tăng vọt lên mức cao nhất trong 2 tuần sau cuộc tấn công ông Trump. Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần vào hôm thứ Hai sau khi âm mưu ám sát ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã làm tăng cơ hội của cựu Tổng thống, người tự cho mình là nhà vô địch về tiền điện tử, sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Trump cho biết ông đã bị bắn vào tai trong cuộc tấn công tại một cuộc meeting ở Pennsylvania vào hôm thứ Bảy. Một số nhà đầu tư cho biết cuộc tấn công đã củng cố cơ hội giành lại tòa bạch ốc của ông và các giao dịch đặt cược vào chiến thắng của ông dự kiến sẽ tăng lên trong tuần này. Bitcoin đã tăng từ 8,6% lên 62.508 Mỹ Kim, chạm mức cao nhất trong 2 tuần là 62.698 Mỹ Kim trước đó trong phiên, đưa mức tăng hàng năm của nó lên 47%. Ủy ban Trung ương CPC khóa 20 khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 3. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC khóa 20 đã bắt đầu phiên họp toàn thể lần thứ 3 tại Bắc Kinh vào sáng thứ Hai. Ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trình bày báo cáo công tác và trình bày dự thảo quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Cộng về việc tiếp tục cải cách sâu rộng toàn diện và thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc. Bộ Công an đề nghị Trung Quốc và Anh tương trợ pháp lý vụ bà Trương Mỹ Lan. Bộ Công an Việt Nam đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp tới Trung Quốc, Hồng Kông và hai vùng lãnh thổ thuộc Anh để xác minh pháp lý và mối quan hệ của 11 tổ chức, hai cá nhân trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào hôm ngày 15 tháng 7 đã tống đạt cáo trạng đối với bà Trương Mỹ Lan và 34 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và chuyển trái phép qua biên giới hơn 4.5 tỷ Mỹ Kim. Bộ Công an đã gửi công văn yêu cầu tương trợ pháp lý tới Trung Quốc, Hồng Kông và Tổng trưởng lý các quần đảo British và Cayman thuộc Anh, đề nghị xác minh về pháp lý của 11 tổ chức và giám đốc đại diện của họ. Những tổ chức này được cho là có quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ. Hai cá nhân cũng bị đề nghị xác định là Chiu Bing Kyung Kenneth, Chen Yin Chung. Tuy nhiên, hiện tại chưa có câu trả lời gì từ các nơi được gửi công văn. Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát cho biết, người tên là Chiu Bing Kyung Kenneth có quốc tịch Anh và Bắc Ireland là luật sư, đại diện cho bà Trương Mỹ Lan, quản lý các công ty, tổ chức nước ngoài thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát.
Trong khi đó, thì VinFast động thổ xây dựng nhà máy xe điện ở Indonesia. Hãng xe điện VinFast của Việt Nam vào ngày 15 tháng 7 tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà máy xe điện với vốn đầu tư 200 triệu đô la tại thành phố Subang của Indonesia. Theo truyền thông trong nước, nhà máy VinFast với công suất dự kiến đạt 50.000 xe mỗi năm và sẽ có các khu vực chính như xưởng thân vỏ, xưởng lắp ráp, xưởng sơn, khu vực kiểm thử. Nhà máy VinFast dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý thứ tư năm 2025, sẽ sản xuất các mẫu xe như là VF3, VF5, VF6 và VF7, phiên bản tay lái nghịch cho thị trường Indonesia. Bản tin cuối buổi trình diễn pháo bông và máy bay không người lái trong ngày Pastel. Một màn bắn pháo bông và màn trình diễn máy bay không người lái hoành tráng xung quanh tháp Eiffel đã đánh dấu lễ kỷ niệm ngày Pastel ở Pháp vào hôm Chủ nhật, đánh dấu sự chào đón Thế vận hội Olympic sắp tới. Thế vận hội Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Màn trình diễn pháo bông cũng lên đến đỉnh điểm trong ngày đầu tiên của lễ rước đuốc Olympic ở Paris, nơi vạc được thắp sáng tại tòa thị chính. Máy bay không người lái thắp sáng bầu trời, tạo thành hình các vận động viên Olympic, vận động viên ném đĩa, vận động viên thể dục nhịp điệu, vận động viên đấu kiếm Paralympic. Buổi trình diễn pháo bông ngày Pastel năm nay không có khán giả trực tiếp như thường lệ vì khu vực xung quanh tháp Eiffel đang được chuẩn bị cho các sự kiện Olympic. Ngày kỷ niệm vụ tấn công nhà tù Bastille năm 1789, một trong những sự kiện quan trọng của cách mạng Pháp, ngày này là ngày lễ quốc gia ở Pháp. Với những hình ảnh pháo bông rực rỡ vừa qua, Linh Trịnh đã gửi đến quý vị bản tin cuối trong phần tin tổng hợp tối nay. Cùng với bản tin tức của đài truyền hình ABC, Linh Trịnh và Thảo Ly cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Vâng, chúng tôi xin trân trọng kính chào và kính chúc cho quý vị một buổi tối vô lượng an lạc.